Xin chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu cái tính năng Reader ở trên cái trình duyệt Safari mới mà Apple mới giới thiệu ngày hôm qua. Cái tính năng này khá là hay, tiện để chúng ta khi chúng ta muốn đọc nội dung nào đó ở trên một website mà không muốn bị phiền bởi những cái banner quảng cáo. Thì như mình đã từng nói là cái tính năng này nó tương tự như là cái tính năng ở trên cái bộ eWork, tức là cái tính năng full screen của cái trình page. Bây giờ mình lên tinh tế.vn và mình mở một bài nào đó. Và sau đó mình sẽ kích hoạt cái tính năng reader thì các bạn sẽ rất là dễ dàng hình dung hơn. Ví dụ mình đang ở trên tinh tế.vn là mình chọn cái bài thuốc in, một khái niệm mới trong sử dụng thuốc điều trị. Khi các bạn bấm vào cái tiêu đề thì cái bài đó sẽ được dẫn vào trong diễn đàn. Thì khi mà cái bài đã được tải xong thì các bạn thấy là ở trên cái thanh địa chỉ ở cuối cùng nó có chữ reader ở trong một cái khung màu xám. Thì bây giờ mình sẽ bấm vào chữ reader đó. Thì các bạn thấy rằng khi đó thì cái bài đó nó đã được đưa hẳn lên giống như một cái trang mới nổi trên cái nền cũ, và chữ và hình được gom lại. Và từ trong cái bài này các bạn có thể kéo xuống dưới, các bạn có thể tăng cái phông lên, tăng phông lên để đọc. Các bạn có thể giảm phông đi về đúng tiêu chuẩn của nó. Và từ đây các bạn có thể gửi email hay là in cái nội dung này ra, tức là chỉ có nội dung này thôi, chứ không cần cái nội dung khác nữa. Để ví dụ mình sẽ nhấn cái lệnh in. Và mình sẽ cho các bạn xem cái preview của cái in đó. Thì các bạn sẽ thấy rằng nó chỉ in cái nội dung của cái bài này thôi, chứ không những in những nội dung khác mà có trên website đấy. Email cũng vậy, mình email. Ví dụ như các bạn muốn email cái nội dung này đến cho một người nào đó mà không muốn nó kèm theo những cái nội dung khác như là banner hay là mấy cái bài comment, thì các bạn thấy rằng rất là thoải mái, tiện lợi. Cảm ơn các bạn đã nghe.